Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sau phiên sơ thẩm, Hoàng Văn Hưng sẽ là đối tượng để thay đổi cục diện phiên phúc thẩm. Hoàng Văn Hưng đã bị phiên sơ thẩm tuyên án nặng hơn so với tội. Trong tổng số 54 bị cáo có 48 bị cáo được tuyên án ở mức nhẹ hơn mức đề xuất, 6 bị cáo tuyên ở mức nặng hơn trong 4 mức án chung thân, trừ Phạm Trung Kiên thì 3 án còn lại đều bị tuyên nặng hơn mức viện kiểm sát đề nghị. Tuy nhiên, Hoàng Văn Hưng đã phải chịu một mức án quá nặng so với những căn cứ mà tòa dùng để buộc tội Hưng. Cho tới khi tuyên án, tòa chỉ căn cứ vào lời khai một phía để buộc tội Hưng. Cách xử án như thế này còn thua cả những quan tòa thời phong kiến, chứ đừng nói đến những phiên tòa ở các nước dân chủ. Tại các nước dân chủ, người ta luôn áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội. Mục đích là hạn chế oan sai, hạn chế việc áp các tội nặng hơn so với tội trạng thật sự của bị cáo. Và quan trọng hơn, nguyên tắc suy đoán vô tội thể hiện tính công bằng và nhân đạo của bộ máy tư pháp. Hoàng Văn Hưng có nhiều cái đáng giá để mặc cả với đường dây chạy án chưa bị lộ. Với luật pháp ở Việt Nam thì lại khác. Họ không áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội cho mọi đối tượng. Trong vụ án chuyến bay giải cứu, nhiều tờ báo lề trái đã chỉ ra rằng quan tòa lại cố tình buộc tội bị can mà thiếu chứng cứ thuyết phục đối với án chung thân cho Hoàng Văn Hưng. Phiên tòa sơ thẩm vụ chuyến bay giải cứu đã kết thúc sớm hơn dự kiến đến 2 tuần. Một phần là do đã ngã giá xong các bản án, một phần khác là để tránh việc Hoàng Văn Hưng khai toạc ra hết. Tuy phiên tòa sơ thẩm đã kết thúc, nhưng hiện nay các bên đang nhắm tới Hoàng Văn Hưng. Không biết liệu trong phiên phúc thẩm, Hoàng Văn Hưng có vạ miệng mà khai ra cả đám đứng sau màn đấu giá của các bản án ở phiên sơ thẩm hay không. Nếu nói Phạm Trung Kiên ôm hết tội trạng để Đỗ Xuân Tuyên thoát tội, thì những nhân vật cộm cán trong đường dây chạy án chưa bị lộ cũng cần phải đàm phán với Hoàng Văn Hưng để Hưng không khai gì thêm trong phiên phúc thẩm. Ở phiên sơ thẩm, phe chạy án đã tác động đến tòa áp cho Hưng khung hình phạt chung thân là cách làm nóng vội, cảm tính. Trong bốn án chung thân, nếu không gỡ án cho Hoàng Văn Hưng thì ắt nhiều người ăn không ngon, ngủ không yên. Hoàng Văn Hưng hiểu hơn ai hết về con đường chạy án. Hưng đang ngồi tù nhưng môi giới chạy án vẫn có thể dễ dàng liên hệ với Hưng vì cùng là anh em đồng chí cả. Sự ngã giá đến từ hai phía bởi Hưng nắm bắt bí mật của không ít quan chức có máu mặt trong đường dây chạy án khủng này. Những chứng cứ bỏ lọt tội phạm trong quá trình khởi tố, truy tố và xét xử mà Hưng lắp được chính là lợi thế để Hưng đấu giá bản án phúc thẩm. Nghề chạy án kiếm rất nhiều tiền nhưng cũng lắm rủi ro, bởi nhận tiền chạy án là ăn hối lộ để bóp méo bản án. Người ăn tiền chạy án cũng rất lo sợ, cũng phải ngó trước nhìn sau. Đặc biệt đường dây chạy án trong vụ chuyến bay giải cứu là rất quy mô, theo thông tin từ bên trong cho biết. Nếu khui hết đường dây này thì sẽ tạo ra một chấn động cực kỳ lớn trong đảng. Chiều ngày 4 tháng 8, báo chí cho biết Cục Điều tra Hình sự Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thi hành lệnh bắt đối với ông Võ Đình Sớm, thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai. Chuyện thẩm phán nhận tiền chạy án thì rất nhiều, nhưng liệu bắt được bao nhiêu đây? Được biết, vào tháng 11 năm 2014, ông Sớm, lúc đó là thẩm phán chánh án Tòa Kinh tế Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, đã nhận 10 triệu đồng của một ông đương sự trong vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu chấm dứt hành vi trổ cửa trái phép. Chỉ với 10 triệu đồng tiền chạy án là con số rất nhỏ so với những vụ án khác, nhưng giờ vẫn bị khui lại và bị bắt. Đây là hồi chuông cảnh báo cho mọi đường dây chạy án. Tuy nhiên, có lẽ ông này không chỉ nhận 10 triệu đồng từ 9 năm trước mà còn nhận nhiều vụ án khác, nhưng cơ quan điều tra không công bố mà thôi. Chạy án là một loại tội phạm nhan nhản trong chế độ này. Nó rất kinh khủng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin sau phiên sơ thẩm, Hoàng Văn Hưng sẽ là đối tượng có thể thay đổi cục diện ở phiên phúc thẩm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bất động sản bất động, cá nhỏ ngỏm hàng loạt, cá gộc
thì ngắc ngoài, Nguyễn Thanh Nghị hỏa tốc giải cứu. Thị trường bất động sản của Việt Nam đã trương bong bóng từ nhiều năm qua. Giá nhà đất đã bị thổi lên liên tục và ngày càng xa với tầm với của người dân lao động cũng như người dân cả nước. Trước đây, khi nhà nghèo còn có thể dành dụm mua căn nhà nhỏ, ngày nay gia đình trung lưu phải rất khó khăn mới mua được nhà. Nguyên nhân là lợi ích nhóm tập trung vào bất động sản. Từ đầu năm đến nay đã có 800 doanh nghiệp bất động sản giải thể. Thị trường chứng khoán được xem là nơi đầu tư an toàn vì nó được điều hành bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ấy vậy mà chuyện lùa gà lừa đảo đã diễn ra nhan nhản trên cả thị trường trái phiếu lẫn thị trường cổ phiếu. Năm ngoái hàng loạt đại gia bị bắt vì lùa gà rồi chiếm đoạt. Những người như Đỗ Anh Dũng, Trương Mỹ Lan, Trịnh Văn Quyết là những người đã bị lộ. Còn những người chưa bị lộ thì sao đây? Vẫn còn nhan nhản ra đó, rồi cũng có lúc họ sẽ bị lộ mà thôi. Việc thổi giá bất động sản đã giúp cho các đại gia giàu nhanh, nhưng cũng chính là kiểu phát triển kém bền vững này cho đến lúc thị trường bất động sản quay lại quật các đại gia. Giá nhà đất bị đẩy lên quá cao ngất ngưởng, vượt xa tầm với của người dân, thì tất nhiên người mua sẽ quay lưng. Không quay lưng cũng không được vì muốn mua nhà để ở, cũng có đủ tiền để mua đâu. Bất kỳ sản phẩm nào cũng cần có người sử dụng sau cùng. Các đại gia bất động sản sang tay cho các con buôn lướt sóng và cứ như thế, con buôn này sang tay cho con buôn kia, hùa nhau đẩy giá nhà lên rất cao. Cho đến khi nhà cần bán ra cho người sử dụng để thu hồi vốn, thì giá của nó đã vượt quá xa tầm với của người tiêu dùng, nên chẳng ai mua nổi. Giá nhà hiện nay cao đến mức nhiều người đầu cơ chấp nhận giảm sâu đến 2 hoặc 30% so với giá mua mà cũng không bán được, bởi giá như thế vẫn còn quá cao so với người có thu nhu cầu thực sự. Trước đây, các đại gia thường hay bắt tay nhau để mà thổi giá kiếm lời, thì giờ đây giá nhà cao chồng trở lại các đại gia. Đó là điều tất yếu. Theo thống kê thì có gần 800 doanh nghiệp bất động sản giải thể từ đầu năm cho đến nay. Những doanh nghiệp trong nhóm này đa phần là vừa và nhỏ. Hiện nay, tình trạng doanh nghiệp bất động sản chết vẫn liên tục gia tăng, đóng cửa hàng loạt. Ngành bất động sản tình trạng cá ngỏm hàng loạt đang gia tăng. Đấy là tình trạng của những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Còn những doanh nghiệp tên tuổi thì sao đây? Những con cá gọc như Novaland, Hưng Thịnh v.v. hiện nay cũng đang thòi thóp. Novaland thì bị bệnh từ năm ngoái kéo sang năm nay vẫn chưa thấy khá hơn. Vào ngày 3 tháng 8, ông Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo Bộ Xây dựng gửi báo cáo hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ đề cập cho việc tháo gỡ khó khăn cho loạt dự án lớn của Novaland, Hưng Thịnh. Nói chung, khi những con cá gọc ngành bất động sản mà dễ chết hàng loạt thì rất có thể nó sẽ kéo theo nhiều lĩnh vực khác cũng sụp đổ, ví dụ như ngân hàng và thị trường chứng khoán. Nền kinh tế của Việt Nam là một nền kinh tế bệnh hoạn, nó được điều hành bởi bộ máy chính quyền bệnh hoạn. Với một bộ máy nhìn đâu cũng thấy ung nhọt, nhìn đâu cũng thấy củi lớn, củi nhỏ, lớp lớp, thì làm sao họ có thể quản lý tốt, có thể điều hành suôn sẻ nền kinh tế của đất nước trên 100 triệu dân này. Từ trong ý thức của thành phần cai trị, họ chỉ luôn nghĩ tới chuyện trục giật theo kiểu nhiệm kỳ. Không có một chiến lược dài hơi, trong bộ máy này ai ai cũng ăn, họ ăn bất chấp, họ ăn bất kể sự khốn cùng của người dân, thì làm sao họ có thể khiến cho nền kinh tế này phát triển bền vững lên cho được. Ông Nguyễn Thanh Nghị đang cấp cứu cho các con cá gọc của ngành bất động sản. Nguyễn Thanh Nghị có hỏa tốc cứu các đại gia bất động sản thì cũng chỉ cứu được một thời gian ngắn. Với bản chất của chế độ này thì nền kinh tế Việt Nam nát như thế, âu cũng là một hợp lý. Đảng Cộng sản mà làm cho đất nước này phát triển bền vững mới là chuyện lạ, chứ còn phá nát nó thì không có gì lạ hết. Một đảng như thế thì làm gì khác hơn được, đâu mà kỳ vọng, để rồi lại thất vọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin bất động sản, cá nhỏ ngòm hàng loạt, cá gọc ngắc ngoài, Nguyễn Thanh Nghị hỏa tốc giải cứu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de